Những lúc gia chủ đang vui Tết, thanh niên lén vào trộm xe máy rồi vội vàng bỏ chạy. Dịp Tết đến xuân về là để mọi người sum họp bên người thân, gia đình, sau một năm làm việc bôn ba mưu sinh. Dịp này, ai ai cũng muốn có những khoảng thời gian ấm áp, yên bình bên gia đình. Tuy nhiên, vẫn có những người lợi dụng dịp Tết tất bật, nhiều người sơ hở để làm điều xấu. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đột nhập vào một gia đình làm điều xấu. Đoạn clip cho thấy khung cảnh được camera ghi lại tại một gia đình trong dịp Tết. Phía ngoài cửa ra vào, gia chủ trưng bày một cây mai vàng và treo những món đồ trang trí cho dịp Tết cổ truyền. Một lát sau, nam thanh niên mặc áo dài tay sáng màu, quần bò, đeo khẩu trang màu xanh che kín mặt và đội mũ bảo hiểm. Tiến vào trong sân nhà, sau một vài thao tác lén lút, người này đã lại gần định mở khóa xe máy. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện hành vi trộm cắp, nam thanh niên đã bị người trong nhà phát hiện. Người này nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài đường, người trong nhà cũng vội vã chạy ra đuổi theo nam thanh niên. Sự việc như một lời cảnh tỉnh cho các gia đình nên cẩn trọng hơn trong những dịp lễ Tết, đề phòng những đối tượng xấu lợi dụng, thực hiện hành vi xấu. Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm chia sẻ lớn từ dư luận. Ngày 16 tháng 2, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh hàng chục chiếc xúc xích vương vãi ở trên đất tại một quán ăn ở khu vực Chùa Hương. Xung quanh, đông khách du lịch qua lại, nhiều người tỏ ra thương cảm cho người phụ nữ bán xúc xích đầu năm đã bị vận đen, số khác lại tỏ ra lo ngại khi mà tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ngày một nhức nhối. Những chiếc xúc xích này liệu sẽ được xử lý ra sao? Trao đổi trên báo chí, ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng ban quản lý khu di tích thắng cảnh Chùa Hương xác nhận sự việc xảy ra trong khuôn viên khu di tích. Do một chủ hộ kinh doanh sơ suất nên đã làm đổ máy nướng đá xúc xích, hiện đã thu dọn sạch sẽ. Ban quản lý cũng yêu cầu chủ hộ cam kết tiêu hủy, không tái sử dụng lượng thực phẩm nói trên. Thậm chí, ban quản lý sẽ xuống tận nơi đưa số xúc xích đi tiêu hủy nhằm đảm bảo an toàn cho du khách chơi hội. Được biết, từ mùng 2 Tết Giáp Thìn, khu du lịch quốc gia Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội mở cửa bán vé đón khách. Số lượng khách tham quan đã tăng đột biến, cao nhất là ở mùng 5 Tết với hơn 40.000 lượt khách và chính hội mùng 6 Tết vào khoảng 30.000 lượt khách. Tại các điểm dừng chân ở Chùa Hương thì hàng nghìn người tập trung cùng lúc chen nhau đông nghẹt. Người dân đi lễ chùa đầu năm nên chuẩn bị đồ ăn nhẹ và mang theo các đồ uống ở những cửa hàng sạch sẽ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh Lương Xuân Đồng, phụ huynh có con tại trường mầm non Kim Trùng B, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết vào khoảng 4 giờ chiều ngày 30 tháng 1, con trai của anh là cháu Khoa tham gia hoạt động chuẩn bị cho hội chợ xuân của trường. Cháu vui chơi tại sân và bị ngã từ cầu trượt, gây đau chân. Lúc đó mẹ của cháu Kha cũng có mặt nên đưa cháu về. Sự việc cũng được nhiều cô phụ trách của lớp cháu Kha chứng kiến. Chiều hôm đó, gia đình tôi có đưa con ra phòng khám, nhưng phòng khám không mở nên đã cho cháu về. Lúc đó tôi nghĩ con bị bong gân do va đập, nhưng đến sáng hôm sau con khóc và ôm chân đau đớn. Tôi đã cho con đi chụp X-quang, bác sĩ sơ cứu tại chỗ và yêu cầu đưa con đến bệnh viện điều trị. Chúng tôi liền tức tốc cho con đến bệnh viện Nhi Trung ương để xử lý kịp thời. Bác sĩ thông báo con phải bó bột gấp tránh bị tổn thương. Gia đình có thông báo cho cô giáo và ban phụ huynh trước khi cho con bó bột. Sau đó tôi cũng có đến trường để xin phép cho con nghỉ học. Điều khiến tôi bức xúc là nửa tháng trôi qua, không ai từ phía nhà trường quan tâm, thăm hỏi con trai. Tôi cảm thấy cách ứng xử của nhà trường khi mà có học sinh bị ngã gãy ở sân trường là thiếu trách nhiệm, không có tính giáo dục. Anh Đồng bức xúc. Về sự việc nêu trên, cô Bùi Thị Lĩnh, hiệu trưởng trường mầm non Kim Trung thông tin. Theo báo cáo của giáo viên thì buổi chiều đó phụ huynh xuống đón con xuống sân, sau đó thì con chạy cùng các bạn và bị ngã. Cô giáo và các phụ huynh cũng đã thăm hỏi con. Đến hôm nay thì tôi mới nắm bắt được tình hình là cháu bị ngã như vậy. Giáo viên có nói rằng thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh, nhà trường cũng sẽ làm việc thêm với cô giáo. Hôm nay, phía nhà trường cũng đã cử đại diện đến nhà học sinh thăm hỏi, động viên cháu lắng nghe tâm tư nguyện vọng của phụ huynh. Trong sự việc lần này, cô Lĩnh thừa nhận nhà trường chưa chu đáo trong việc hỏi thăm kịp thời đối với gia đình học sinh bị ngã gãy chân. Hiệu trưởng trường mầm non Kim Trung B cũng mong phụ huynh thông cảm vì sự cố sơ suất của nhà trường. Ngày 14 tháng 2, 5 hành khách họ Lâm về đến Đài Loan sau 5 ngày du lịch tại Phú Quốc. Chuyến đi chơi dịp Tết Nguyên Đán không mấy suôn sẻ, ông cảm thấy như bị công ty lữ hành lừa đảo do phải chi trả thêm các khoản tiền ngoài cam kết. Ông Lâm không phải là người duy nhất bức xúc, nhiều hành khách trong đoàn 292 người sang Việt Nam cũng bày tỏ sự bất bình, phải tự mua thức ăn, bị bỏ mặc 3 tiếng ở sân bay là những gì họ mô tả lại về hành trình du xuân của mình. Liên quan đến vụ việc, ông Hà Tuấn Minh, giám đốc công ty Winner xác nhận đơn vị có tiếp nhận hợp đồng đón 3 đoàn khách Đài Loan đến Phú Quốc từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 2.
Tuy nhiên, phía công ty này đã đơn phương chấm dứt hợp đồng do công ty We Love Tour không thanh toán hợp đồng đúng hẹn trước ngày 31 tháng 1. Tuy nhiên, phía lữ hành Đài Bắc một lần nữa không chuyển tiền, ông Minh thông báo kết thúc chuyến tham quan vào ngày 11 tháng 2. Sau đó, các bên liên quan đã có buổi họp online cùng Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý du lịch Đài Loan về tình hình đoàn khách và đi đến kết luận rằng công ty Winner thu tiền trực tiếp từ khách, công ty We Love Tour sẽ chuyển trả lại sau, nhưng một số khách không đồng tình. Ông Minh cho biết, với lý do nhân đạo, đơn vị chấp nhận tiếp tục hỗ trợ dịch vụ lưu trú, tham quan cho cả đoàn khách, tổng số tiền hai lần tạm ứng khoảng 3 tỷ đồng. Phía công ty lữ hành Đài Bắc đã ký giấy nợ và cam kết sẽ thanh toán số tiền nợ vào ngày 26 tháng 2 trước sự chứng kiến của hai bên. Ngày 14 tháng 2, đoàn khách Đài Loan gồm 292 người được lên máy bay về nước theo đúng lịch trình. Theo kết quả điều tra từ Tổ xác minh Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang ngày 15 tháng 2, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang đã ký văn bản kiến nghị xử phạt hành chính công ty Winner vì có hành vi vi phạm về kinh doanh dịch vụ lữ hành, không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định. Trước kiến nghị xử phạt từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty Winner đã bày tỏ sự không đồng tình. Ông chưa rõ lý do tại sao công ty bị xử phạt, trong khi đơn vị chấp nhận hỗ trợ nhân đạo cho phía Đài Bắc. Ông Minh cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại vào chiều ngày 16 tháng 2. Tuy nhiên, 17 giờ 15 cùng ngày, đại diện phía Sở Du lịch Kiên Giang cho biết vẫn chưa nhận được đơn từ phía công ty Winner. Ngoài ra, ông Minh cho biết thêm số lượng hành khách Đài Loan đáp xuống sân bay Phú Quốc ngày 9 tháng 2 lên đến khoảng 800 khách, chứ không phải là 292. Bên phía công ty Winner chỉ hỗ trợ 292 người quay về Đài Loan vào ngày 14 tháng 2. Số khách còn lại chưa rõ được cá nhân, tổ chức nào hỗ trợ. Tổng số khách lên máy bay về nước khoảng hơn 750 khách. Cuối tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can đối với Võ Hoài Nhân, sinh năm 1995, và Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1996, về tội lừa đảo tài sản. Trước đó, vào khoảng tháng 5 năm 2020, do cuộc sống khó khăn, Hương tạo tài khoản mạng xã hội Facebook Bi Nguyễn, rồi vào các nhóm bói toán với mục đích xem bói cho người khác để kiếm tiền. Hành nghề thầy bói trên mạng được một thời gian, đến đầu năm 2021, qua những lần xem bói, Hương quen một người ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Biết người phụ nữ này trục trặc về chuyện tình cảm, có nhu cầu xem bói về đường tình duyên, Hương phán người này bị người âm theo, phải làm lễ để hóa giải. Sau đó, Hương cho người này số điện thoại của Võ Hoài Nhân và giới thiệu đây là thầy Thịnh chuyên giải bùa trục vong. Tin vào lời của Hương, người này trao đổi qua lại với Nhân và đã chuyển 200 triệu đồng để được làm lễ cúng hóa giải người âm theo. Một trường hợp khác phải nhắc đến là cô đồng Trương Hương, nổi tiếng trên mạng xã hội, với việc bổ câu xem bói hỏi đúng nhận sai cãi. Cô đồng này bị người dân tố đến cơ quan công an về việc nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền. Chiều ngày 4 tháng 8 năm 2023, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Hương, sinh năm 1986, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 khoản 2 của Bộ Luật Hình sự. Trong một phiên tòa khác diễn ra vào tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng tuyên phạt thầy bói Lê Văn Tình, sinh năm 1983 ở Hoài Đức, mức án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo buộc cho rằng từ ngày 8 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Tình tự giới thiệu bản thân là thầy bói phong thủy, có thể xem tử vi tướng số cho người khác. Để các bị hại tin tưởng giao tiền, Tình phán các gia chủ có vượng khí, có cung điền trạch, tức là có lộc kinh doanh bất động sản. Nhưng đồng thời thì cung này cũng đang bị kẹt, phải đầu tư tiền mua bán đất để thử cung điền trạch mới, mở rộng và ổn định kiếm được nhiều tiền. Lê Văn Tình yêu cầu các nữ thí chủ góp tiền mua đất để mở vượng khí, sau đó sẽ bán và trả lại tiền gốc lãi. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Tình không mua đất mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân hết. Sau khi chiếm đoạt tiền, anh ta bỏ trốn và đến ngày 16 tháng 12 năm 2022 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Với thủ đoạn trên, thầy bói này đã chiếm đoạt của ba bị hại số tiền 858 triệu đồng. Một ông bố mới đây khi dẫn con trai đi chơi ở nhà banh đã vô tình phát hiện một trò chơi mới mà khi nhìn vào liền biết là ông chủ sở hữu IQ ở tầm vô cực. Từ những gì quay lại cho thấy, một bé trai đang ngồi chơi trò chơi, thế nhưng không phải là những trò chơi chơi nhà banh hay xếp hình
mà bé trai đang ngồi dùng máy tách những quả ngô khô đã được đặt sẵn ở bên dưới. Được biết, ông chủ trò chơi này sau khi suy nghĩ đã quyết định đặt thêm một bộ môn tách ngô này thành một trò chơi mới. Đối với bé nào làm được năng suất tốt sẽ nhận được phần thưởng là một vé vào cổng miễn phí. Với tầm nhìn chiến lược kinh doanh đỉnh cao của mình, ông chủ đã làm cho cộng đồng mạng khi xem không khỏi thán phục. Bởi vì trò chơi này vừa thu hút trẻ mà ông chủ thì lại có người tách hạt miễn phí. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có không ít người lo lắng mà nhắc nhở rằng khi cho con chơi trò này phải nhìn cẩn thận, không được chủ quan để tránh các trường hợp bị hóc dị vật. Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông cho thấy người phụ nữ ngồi sau xe máy bị thương khá nặng ở chân. Đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận từ người dùng Facebook, trong đó phần lớn các ý kiến đánh giá người điều khiển xe máy SH và tài xế ô tô 16 chỗ đều chạy thiếu an toàn khi di chuyển. Từ vụ tai nạn nêu trên, trao đổi về quy định lưu thông ở trên đường giao nhau, luật sư Lê Văn Kiên cho biết, luật giao thông đường bộ quy định quy tắc lưu thông ở đường giao nhau tại Điều 24, trong đó luật quy định khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện giao thông cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định. Theo quy định, tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường cho xe đi đến từ bên phải. Tại nơi giao nhau có báo hiệu theo vòng xuyến, phải nhường cho xe đi bên trái. Tại nơi giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính, thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đi đường nhánh phải nhường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào. Hình ảnh từ clip chia sẻ trên Facebook cho thấy, cả hai tài xế xe ô tô và xe máy đều vội vàng di chuyển qua giao lộ, dẫn tới là không kịp xử lý với tình huống bất ngờ. Nếu xem kỹ trong đoạn clip thì trước khi thời điểm xảy ra tai nạn, một tài xế đi xe máy di chuyển qua đúng giao lộ, đúng luật khi dừng xe máy ở giữa đường để quan sát. Khi không có phương tiện chạy tới, tài xế mới cho xe di chuyển qua đường an toàn, luật sư Kiên đã phân tích. Cháy 3 căn nhà ở quận 10 làm 4 người chết lúc rạng sáng. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 40 ngày 17 tháng 2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ, cháy lan sang hai nhà bên cạnh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 10 phối hợp nhiều đơn vị khác điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Hơn một tiếng sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện tại bước đầu lực lượng chức năng xác định có 4 người thiệt mạng, đang thống kê thiệt hại về tài sản. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy thương tâm. Chiều ngày 16 tháng 2, nguồn tin từ cơ quan công an của tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đặng Văn Tự, 51 tuổi, giám đốc công ty đấu giá Hợp Danh Đắk Lắk về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Theo thông tin ban đầu, ông Tự được xác định có liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá tài sản trên 3.400 cây cao su với diện tích hơn 63.000 m2 đất thu hồi của nông trường cao su 30 tháng 4 vào tháng 1 năm 2021. Ông Tự đã nhận giúp đỡ và dàn xếp để một công ty được trùng đấu giá tài sản này. Bước đầu, ông Đặng Văn Tự đã thừa nhận về hành vi vi phạm pháp luật của mình. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ. Một trong những mối quan hệ trợ lý nghệ sĩ gây chú ý showbiz Việt chính là Thúy Kiều và Ngọc Trinh. Nữ hoàng nội y cho biết, trợ lý đã làm việc từ rất nhiều năm, luôn xuất hiện cùng cô ở mọi lúc mọi nơi. Sau hơn 2 tuần, Ngọc Trinh được trả tự do để hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Thúy Kiều có chia sẻ gây chú ý. Chiều ngày 16 tháng 2, trên trang cá nhân, trợ lý của Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh cả hai cùng ra ngoài uống cà phê dạo phố. Đây cũng là lần đầu tiên Thúy Kiều công khai xuất hiện cùng Ngọc Trinh sau loạt lùm xùm vừa qua. Những ngày qua, trợ lý đã về quê ăn Tết cùng gia đình nên không xuất hiện trong ảnh cùng Ngọc Trinh đón năm mới tại biệt thự. Có thể thấy nữ hoàng nội y trông rất vui vẻ, tươi tắn khi hội ngộ cùng trợ lý thân cận. Thúy Kiều còn tiết lộ sắp tới dự sẽ tăng cân vì thường xuyên ăn uống cùng Ngọc Trinh. Trong thời gian Ngọc Trinh bị tạm giam, trợ lý là người livestream bán hàng, hỗ trợ các công việc kinh doanh của cô. Tại phiên xét xử, nữ hoàng nội y cũng gửi lời xin lỗi vì đã khiến Thúy Kiều bị liên lụy trong sự việc vừa qua. Trước đây, Ngọc Trinh từng chia sẻ không cho Thúy Kiều nghỉ việc vì loạt lý do như sau. Thúy Kiều nấu ăn ngon, học việc nhanh, chăm chỉ, trung thành, không nhiều chuyện, không tham lam, làm được bao nhiêu tiền gửi về quê cho ba mẹ hết.
Theo luật sư Nguyễn Quốc Cường, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Infinity Việt Nam, trong thời gian này, Ngọc Trinh không bị cấm sử dụng các phương tiện mạng xã hội, nhưng cần cẩn trọng hơn trong phát ngôn. Ngay sau khi mở lại các tài khoản cá nhân, Ngọc Trinh đã có tâm thư xin lỗi và hứa hẹn sẽ hoàn thiện bản thân để trở thành những người có ích cho xã hội. Đồng thời, trên nguyên tắc pháp luật, Ngọc Trinh vẫn có thể tham gia các sự kiện giải trí, sự kiện trong phạm vi cho phép. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.